Vở ra viết bài ha. Religious. Celebrate. Parade. Go. Went. Gone. Attend. Decorate. Lunar. Festival. Performer. Performance. Music. Popular. Carnival. Festive. Dancer. Oh, help, help. Con sẽ bắt đầu làm quen dần với động từ cụm 1, 2, 3 nhé. Thì cái từ nào mà cô ghi ba cột như thế này có nghĩa là động từ quá khứ hoặc quá khứ hoàn toàn từ, nói chung là nó có ba cột đó. Động từ quá khứ bắt quy tắc, động từ quá khứ phân từ hai đúng không cô? Ừ, phân từ một và phân từ hai. Phân từ một là cột hai mà phân từ hai là cột ba đó. Đã viết bài xong chưa? Thì anh có điểm thi chưa? Dạ. Con có điểm thi chưa? Cô giáo cô bận suốt nên là không chấm bài, chưa chấm bài. Chưa đi trường chưa báo điểm về. Được. Religious, what does it mean? Tôn giáo. Celebrate.
Celebrate chức. 20, đúng rồi, 20 đến 11 đó, celebrate a party. Parade. Parade. Parade, diễu hành. Đâu, biết rồi ha. Attend. This means take part in. What does it mean? Tham gia. Tham gia. Decorate. Tết là phải decorate ngôi Trang nhà. trí. Đúng rồi. Lunar. Lunar. Ngày Tết của mình là Tết gì á? Tết đoàn viên. Tết đoàn viên. Nó theo lịch âm hay lịch dương? Ngày Tết của mình Lịch là âm. lịch âm. Đúng rồi, vậy thì lunar sẽ là âm lịch ha. Festival, Lễ hội. lễ hội. Performers, những người Trình trình diễn. trình diễn. À, cô ghi những là do ở đằng sau nó có s này thì nó thành những người ha. Music, nhạc. Popular, Phổ biến. phổ biến. Carnival Lễ means hội. festival, lễ hội. Costume, costume, Trang phục. trang phục. Dancer, Nhảy múa, những người nhảy múa. những người nhảy múa hay còn gọi là vũ. Đúng không? Vũ công. Hold, tổ chức. À, bạn mít lên đọc từ vựng cho cô nào. Religious. 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 Celebrate. Religious. Celebrate. Celebrate. Parade. Lễ hội. Celebrate. Parade. Right. Parade. Go. Go. Went. Went. Gone. Gone. Attend. 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 Take part in. Take Decorate. Decorate. Lunar. Luna. Festival. Festival. Performers. Performance. Performers. Performance. Music. 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 Popular. 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 Carnival. 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 Festival. 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 Costume. 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 Dancer. 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 Hold. 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 Held. Help. Held. Help. Held. Help. Held. Help. Again, one more time. Religious. Religious. Celebrate.
Very Very good. good. Hooray. Alright. Hooray. Go Go went and go. attend attend Attend. take part in Take the part in party party. decorate Decorate. decorate lunar Luna. lunar festival Festival. festival Festival. performers Performance. performers music Music. music popular Popular. carnival Carnival. Carnival. festival Festival. festival đặt tắt hình nền costume costume Costume. dancer dancer Dancer. hold Oh, held held một phút đánh dấu nhấn vào lẹ cô giảng bao lâu rồi đánh dấu nhấn vào cho cô nè dấu nhấn là cái dấu mà mình đọc đi lên nha thứ năm này làm kiểm tra nha kiểm tra bài kiểm tra thứ ba rồi đó lật sách ra cho cô trang 53 nè đánh xong chưa phát đánh xong chưa dạ chưa kéo cô kéo lại nhé dấu nhấn không cần viết phiên âm nha đánh dấu nhấn là đánh cái dấu màu đỏ đó Exercise 3, page 53. Rồi, cái con làm bài cho con nè. Number 1, carnivore. Gạch dưới cho cô từ khóa, carnivore. Câu số 1, gạch dưới từ khóa nào. Carnivore. Carnivore là một cái gì? Cái gì nổi tiếng? Carnivore Rồi. là lễ hội vậy thì câu số 1 mình sẽ điền là gì con festi festival festival gạch dưới từ khóa nha gạch dưới từ khóa là carnival carnival cho nên mình sẽ điền là festival number 2 từ khóa là gì từ khóa là people là người là chủ ngữ nha. Được chưa? Chấm 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 lễ hội. À, người ta làm gì lễ hội đây? Vậy thì ở đây mình thiếu gì? Thiếu một động từ. Thiếu một động từ. Rồi, nhìn cho cô danh sách từ vựng nè. Vậy thì động từ ở đây sẽ có từ celebrate, parade, go, attend, decorate. Ở đây là lễ hội. Người ta Tham gia lễ hội. tham gia lễ hội different ways là những cách khác nhau vậy thì chưa được chưa phải tham gia Xe liền rồi rồi. à celebrate tổ chức
chứ họ tổ chức thể loại họ tổ chức lễ hội bằng những cách khác nhau, different ways. Rồi câu số 2, celebrate. Câu số 3, gạch dưới cho cô từ khóa nào. Từ khóa là costumes, là mặc quần áo. Và từ khóa là từ street, gạch dưới nha. Costumes là quần áo nè. Rồi bước lên trên đường để làm gì? Mặc quần áo xong lên đường để làm gì đây? Diễu Đúng, chính xác. Diễu hành, từ nào dùng rồi cô bỏ nhé. Festival dùng rồi bỏ luôn nè. Rồi bây giờ sẽ là diễu hành. Mặc đồ lên đường, diễu hành chứ làm gì đúng không nào? Diễu hành trên đường phố. Parade. Parade. Câu số 4, từ khóa là gì đây? Bạn nào biết từ khóa không? hey. Từ khóa là dance. Dance là nhảy, nhảy múa. Nhảy múa. Nhảy múa. Nhảy múa thì phải là người nhảy múa đúng không nào? Vậy ở đây từ nào chỉ người nhảy múa đây? Performance. Chính xác, performers, những người này nhảy múa. Rồi, quá chính xác luôn. Number 4, performers. Đi theo dạng này con phải gạch dưới từ khóa cho cô nhé, bởi vì con sẽ không thể nào dịch thì hết một câu được. Như con đi đó gì? Number 5, từ khóa là gì? Bạn nào biết number 5 từ khóa là gì đây? Dancers là thuộc vũ công nè. Vũ công chấm 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 lễ hội. Vậy thì những người vũ công đó sẽ làm gì lễ hội đây? Họ làm gì lễ hội? Họ Tham trang gia trí lễ. Đúng rồi, họ tham gia lễ hội. Vậy mình sẽ dùng từ attend. Họ tham gia lễ hội. Và từ khóa sẽ là dancers và carnival nhé. Đấy, họ tham gia lễ hội. Attend. Number 6. Từ nào dùng rồi bỏ luôn. Bỏ để loại trừ đi ha. Mình đã bỏ được 5 từ chưa? 5 từ rồi. Câu số 6, từ khóa là gì đây? Glory. Festival. Nobody hả? Không. Gone to. Từ khóa là gone to cho cô nhé. Đi tới. Gone to là đi tới và mình có từ festival. Họ đi tới lễ hội gì đây? Họ có thể đi Giáo. tới lễ hội gì trong những từ còn Tôn lại nè? giáo. Music. Music nhé. Lễ hội music. Lễ hội music. Bởi vì ở đây mình không có cái từ nào liên quan tới Giáng sinh hết, cho nên nó không phải là tôn giáo. Tôn giáo chính là lễ hội mà chỉ có một số người theo đạo người ta mới theo thôi. Và thì trong cái câu số 6 này nó không có từ nào theo đạo hết, vậy thì mình sẽ dùng music nhé. Loại trừ là lễ hội âm nhạc, music. Câu số 7, từ khóa là gì con? Từ khóa là gì vậy? Festival. Last night, sorry, last year. Last year. Last year nha, Flower Festival last year. Họ làm gì lễ hội hoa nè. Festival và last year. Last year là quá khứ, là mình phải dùng động từ ở quá khứ là gì đây? Động từ quá khứ là when, chính xác. When. Động từ quá khứ là when. Number 8, từ khóa là gì? Bạn nào biết nè? House, đúng rồi. Từ khóa là Tết và houses. Tết làm gì ngôi nhà đây? Thank Chính you. xác. Chính xác. Decorate. Trang trí ngôi nhà. Number 9. Number 9. Từ nào dùng rồi bỏ nha. Ten rồi. Festival dùng rồi. Performer, music. Go. Celebrate. Rồi, còn hai từ thôi, còn từ religious và lunar. Vậy thì câu số 9, từ khóa cho cô là Thanksgiving. Thanksgiving. Mình Lâu nhỉ. thanks. Gì cơ?
Thanksgiving là lễ gì á? Lễ gì ta? Lễ tạ ơn. Mình có lễ hội này không? Mình có lễ hội này không? Tại mình đâu có theo đạo đâu, mình đâu có theo đạo đâu. Vậy thì người nào theo đạo mới có cái lễ hội này? Vậy suy ra lễ hội này là lễ hội Tôn giáo. tôn giáo, religious. Suy ra câu cuối cùng của mình sẽ là Lu, Luna, Luna. Luna, ở đây mình có từ Lantern Festival. Các bạn nào biết từ Lantern không? Lantern là lồng đèn. Lễ hội gì mà có lồng đèn này? Trung thu. Chính xác, lễ hội Trung Thu. Trung Thu là ngày âm lịch, đúng không nào? Ngày 15 âm lịch đó. Rồi, Luna. Được chưa? Bài tiếp theo nào, bài số 4. Bài 4 là con sẽ sửa bài ngay trên đề cho cô nhé. Ví dụ cô cho từ vựng trên cái bảng của cô, thì từ nào cô cho từ vựng thì cô sẽ ghi từ vựng ngay trên cuốn sách của con luôn. Các bạn khác không được chat nha, tập trung vào. Bài 4 trang 54 nè. Number one. Enjoy là gì con? Enjoy là thích, đúng rồi, hoặc là tận hưởng nè. Enjoy là thích hoặc là tận hưởng. Describe. Miêu. Miêu. Tả. Play. Rồi. Chơi. Đi nghĩ vào trong sách cho cô. Appear. Appear. Đang ngồi chơi xong cái ai đó appear ra một cái. Đang đi vô ngôi nhà không có ai, xong tự dưng có một người nào đó appear. Làm gì? Có Xuất hiện. Đúng rồi, xuất hiện. Câu số 1 từ khóa là gì ta? Từ khóa là song, là bài hát. Từ nào đi với bài hát nào? Bài hát được gì? Bài hát được gì không? Được thích hả? Được, được là động, câu bị động nhá. To be là được. Khi mà mình nói là mình sẽ mở bài hát lên, mình mở bài hát lên là mình sẽ dùng từ gì ta? Play a song. Vậy thì đáp án sẽ là câu Lay. play, đúng rồi. Bật bài hát lên nhé. Vậy thì bài hát sẽ được bật lên, mình dùng từ play ha. Bài hát được bật lên. Có ba người không ngồi viết từ vựng vào trong sách, chỉ có nhìn màn hình thôi. Trong sách nó có từ sẵn rồi, con chỉ cần ngồi note nghĩ lại vậy thôi, được chưa? Note nghĩ lại vào, ghi chú lại đó. Number two. Number two, cô có từ an sẽ đi với cái gì mà đằng sau có một danh từ là festival nè, thì chính giữa sẽ là một tính từ. À, câu nào là tính từ? Câu nào là tính từ ta? Câu A, C, Chính xác, câu A, D. câu C và câu D nhé. Rồi tiếp nè. Festival là người hay vật? Festival là vật hả? Là sự vật, đúng rồi. Nó là sự vật, vậy thì mình sẽ không được dùng tính từ có gốc gì? Lúc anh ạ. Không dùng tính từ gốc ED ha. Bởi vì Vâng. gốc gốc ED là dành cho người. Vậy thì mình sẽ loại luôn hai câu nữa là A và C loại A và C. Vậy thì đáp án cuối cùng sẽ là câu gì ạ? Copy. D. Câu D, joyful. Joyful là thú vị ha. Nó miêu tả sự vật sự việc. Câu số 3 từ khóa là gì nhỉ? Houses. Rồi, ngôi nhà thì làm gì nó đây? Trang trí ạ. Trang trí, đúng rồi. Decorate. Trang trí của nhà. Number 3, decorate. Cảm ơn
Cô hỏi bạn nào biết thì cứ bật mic lên nói nhé. Được chưa nào? Nói sai thì thôi chứ đâu có gì đâu. Number four. Number four, từ khóa là gì bạn nào biết nào? Pump, Pumpkin. chính xác. Pumpkin, what does it mean? Bí ngô. Bí ngô, bí ngô. Bí ngô, người ta làm gì này bí ngô nè? Halloween. Halloween người ta làm cái gì bí ngô này? Câu A, lights, ánh sáng. B, lanterns, lồng đèn. D, neon signs, dấu hiệu. Neon là cái ánh sáng chấm nháy chấm nháy chấm nháy á. Bulbs là bóng đèn. Là pumpkin làm gì ta? Bóng Halloween, cái quả bí ngô đó, người ta khắc hình gương mặt đó, cái đó gọi là gì? mình đã bị ngu thì Lồng đèn nhá, nó gọi là lồng đèn, được chưa? Từ khóa sẽ là pumpkin lanterns, lồng đèn bí ngô đó. Đêm Halloween đó, người ta khoét cái quả bí xong người ta bỏ cái đèn trong đó thì nó gọi thành lồng đèn lanterns. Number five, chủ ngữ là it is. It is là người hay vật đây? Vật, dùng tính từ gốc gì con? ED Ed chỉ. Ed chỉ người. Vật thì chỉ. In. Vậy thì suy ra câu nào ta? Amazing, Chính xác, amazing. chính xác. Amazing. Minh Hằng sửa bài vào chưa? Hằng sửa tới con máy rồi. Minh Hằng sửa tới con máy rồi. Bốn Cô hỏi con sửa tới con máy rồi. bốn Con sửa tới câu 4 hả? vâng Câu 5 con sửa ra chưa? Sửa tới câu 5 chưa? Câu số 6 nè. Cô có từ and nhé. Cô có từ and ha. Vậy đằng trước cô có chấm 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 chấm. Đằng sau có and chấm 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 chấm. Vậy từ and nó sẽ nối hai từ. Thì cô nhìn đằng sau cho cô từ cultural, nó là tính từ hay danh từ? tính Cultural. Chính xác, tính từ. Vậy ở đây mình sẽ cần một tính từ nhé. Mình sẽ cần một tính từ. Vậy từ nào là tính từ? Bạn nào biết à nè? Artist là họa sĩ. Vậy thì anh này là danh từ ha. Họa sĩ. Đúng rồi, nhớ cho cô cái gốc mà IC nó sẽ là tính từ nhé. Artistic. Đây là tính từ ha. Gốc IC làm tính từ. Gốc IC làm tính từ. Đáp án sẽ là artistic. Artistic, hoạt động văn hóa, và artistic có nghĩa là nghệ thuật. Number 7. Festival là lễ hội. Annual là hàng năm, lễ hội chấm 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 hàng năm vào cuối tháng 6, cuối tháng 8. Câu A, occur. Occur, đi nghĩa vào cho cô nào, xảy ra hoặc là diễn ra. Bằng nghĩa với câu C luôn là take place, cũng là diễn ra luôn. Câu B, held là tổ chức. Còn to be mà đi với held sẽ là được tổ chức. To be mà đi với động từ cột 3 thì nó là câu bị động, là nó được tổ chức. Thế bây giờ mình nói là lễ hội. Lễ hội, ở trong câu con có lễ hội là mấy đây? Là một hay là nhiều đây? Đã. Vậy thì loại câu nào? Loại câu bị D. Một là loại câu D trước cho cô, tại vì O là số nhiều ha.
Rồi bây giờ mình sẽ nói là lễ hội tổ chức hay là lễ hội diễn ra. Diễn Diễn ra ra. đâu Lễ hội diễn ra. Nhưng mà trong bài này có tới hai đáp án giống nhau, vậy thì hai câu này đều đúng nhé. À, hai câu đều đúng luôn nha coi nhé, tại vì đề bị lỗi nhé. Rồi, hai câu này đều đúng luôn. Là lễ hội nó sẽ diễn ra bởi vì nó động từ thêm S nè. À, còn festival nó chỉ có một thôi mà dùng O là sai. Cô giảng bài mà bạn nào không tập trung, cô hỏi lại mà không giảng được thì chép phạt cho cô câu đó 10 lần nha. À, câu số 8, music là danh từ hay tính từ? Music Danh từ, viết từ loại vô cho cô nào. Viết từ loại vô cái đáp án đó, như câu A mở ngoặc ra cái chữ N, đó là danh từ. Musical, cái gốc O là gì con? là danh từ ạ. Tính từ nhé. Tính từ. Đấy. Musician, sần là người, là Danh danh từ. Musician thêm S luôn là thuộc loại gì ta? danh Danh từ luôn mà nó là số nhiều. Rồi mình nhìn vô nè. Chấm 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 chấm. Festival. Festival là danh rồi, vậy thì trước danh từ mình giống tính từ tính từ. Đáp án sẽ là câu à câu nào, câu nào, câu câu B. Cô B chứ đây đúng không? Rồi, tuy nhiên nha, tuy nhiên lúc nãy mình cũng có thấy từ music festival mà đúng không? Vậy thì mình có thể chọn được cả hai đáp án. Được chưa nào? Và nếu như con đi thi á mà câu này nó ra lại thì con sẽ chọn cho cô musical thôi, bởi vì đề thi chỉ cho con chết chọn được đúng một đáp án thôi. Nhưng nếu như đi thi người ta cho cả A và B đều đúng thì mình chọn cả A và B đều đúng. Còn đi thi mà nó không có musical mà nó chỉ có music thì lúc này mình được chọn từ music nhé. Bởi vì music festival bằng nghĩa với musical festival đều có nghĩa là lễ hội âm nhạc. Câu số 9 nè. À, gạch dưới cho cô từ khóa là to attend, là để làm gì đó, và ở đây nó chỉ mục đích. Mục đích bạn đi tới đó chấm 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 chấm. Xong đó là để tham gia. Vậy thì mình sẽ hỏi là how, what, when hay là why? Why ạ? Chính xác, mình hỏi why nhé. Tại sao? À, tại sao bạn làm đi tới đó? Để, tôi đi tới đó để tham gia. Vậy thì từ why nó không những chỉ lý do mà nó còn chỉ mục đích nữa. Thì chơi nào. Rồi ghi cho cô luôn, khi mà chọn why xong bằng nghĩa với what chấm 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 bằng với for, có nghĩa là để làm gì. Nó còn có nghĩa là để làm gì. Câu số 10 nè. Câu số 10. Con nhìn câu số 10 nè. Bốn từ đáp án là nó giống nhau hay nó khác nhau? Bốn đáp án người ta cho nó giống nhau hay khác nhau? Khác nhau Khác nhau, vậy thì ở đây sẽ kiểm tra nghĩa câu chứ không có kiểm tra danh động tính trạng nhé. Rồi mình ghi nghĩa vào. Local là gì con? địa phương Địa phương. Ethnic, dân tộc mà ở trên vùng núi gọi là dân tộc gì? thiểu số. Đúng rồi, thiểu số. Thank là cảm ơn, vậy thankful là gì? Biết ơn. À, festival là Lễ hội ạ. lễ Lễ hội. hội. Từ khóa trong câu này của mình là atmosphere. À, atmosphere có nghĩa là bầu không khí. Bầu không khí. Vậy thì bầu không khí như thế nào? Bầu không khí địa phương, bầu không khí thiểu số, bầu không khí biết Lễ ơn. hội. À, chính xác, bầu không khí lễ hội. À, bầu không khí của lễ hội đó. Festival atmosphere. Câu số 11. My dad usually drives. Sorry, mice. Không phải là mai, mà là mice. Bố của Mai thường chở cô ấy tới trường. Chấm 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 chấm. Trường cô ấy rất xa nhà. Câu A, bus là gì con? Là nhưng mà Nhân, đúng rồi. Although,
Mặc dù Chính xác, mặc dù. Because, bởi vì, or, hoặc hoặc là chở đi học chấm 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 nhà xa. vì nhà xa. Chính xác, bởi vì nhà xa, nhà gần là cho đi bộ rồi à, bởi vì nhà xa cho nên mới chở đi học. Number 12. Traffic accident, what does it mean? Tai nạn gì đó con? Tai nạn giao thông. Chính xác. Tai nạn giao thông. Prevent. Prevent mà từ có từ ED nữa là mình sẽ dịch là được, ngăn ngừa. Có to be là mình sẽ dịch là được nhé. Được hoặc là bị, ví dụ như là tôi bị bố đánh hay là tôi được bố đánh? Tôi bị bố đánh chứ, nhưng mà tôi bị tặng quà hay là tôi được tặng quà? Được. Tôi được tặng quà. Vậy thì khi mà có ED là con sẽ dịch là được hoặc là bị, và tùy theo ngữ cảnh nha. Đừng nói là tôi bị nhận tiền lì xì là chết. Ok. Ngăn ngừa. Rồi rules là Quy định. quy định, đúng rồi, quy định hoặc là Luật. luật lệ. Ừ. Câu A, remember what does it mean? Nhớ. Nhớ, ghi nhớ. Nhớ hoặc là ghi nhớ. Obey, tuân, tuân theo. Go after. After là gì ta? Là sau. Go after là theo sau nhé. Theo sau hoặc là làm theo. Go after là theo sau. Take care of. Chăm, chăm sóc. Rồi mình làm gì quy định đây? Mình có chăm sóc quy định không? Ghi nhớ. Ghi nhớ quy định hả? Obey. Mình tuân thủ nhé. Có bạn ghi nhớ nhưng mà không có chịu tuân thủ theo. Hỏi đèn xanh làm gì? Đèn xanh được đi. Đèn đỏ làm gì? Đèn đỏ dừng lại. Tới đèn đỏ đi tiếp. Tức là người ta nhớ nhưng mà người ta không làm. Vậy mình phải làm theo ha. Phải tuân theo quy định. Câu 13 nè. Hurry up là gì con? Lên. À, nhanh lên, nhanh lên, lẹ 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 lẹ. À, nhanh lên. Cô Ừ. chơi Go. nhanh cô. Sao con? Thì anh lên còn ra chơi cô. À, nhanh lên con ra chơi. Nhanh lên. Nếu không thì chúng ta sẽ chấm 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 chấm. The last bus. Chuyến xe cuối cùng về nhà đó. À, the last bus sẽ là chuyến xe buýt. À, chuyến xe buýt cuối cùng ha. The last bus. Chuyến xe buýt cuối cùng. Là chúng ta sẽ làm gì đây? Lose, mất, mất, Miss mất. Avoid, tránh. Miss, bỏ, bỏ lỡ. Và drop, drop là rơi. À, rơi hoặc là drop hoặc là xuống. Vậy là nhanh lên, nếu không là mình sẽ làm gì chuyến xe đây? sẽ bị bỏ. À, bị bỏ nhỡ chuyến xe cuối cùng đi về nhà. Có nghe câu đó chưa? À, Rồi. có hai điều không được bỏ nhỡ, là một là chuyến xe cuối cùng, hai là bữa ăn sáng hả? À? Rồi. Mr. Bus ha. Nếu không là chúng ta sẽ Mr. Bus. Câu 14 nè. Bike. Bike là xe ha. Xe đạp. Rồi, mình sẽ không có từ do down, là không có nghĩa, cho nên bỏ từ do cho cô. Không có do down gì trơn á. Rồi, cũng không có từ take down, bỏ luôn. Giờ mình còn hai từ nhé. Từ thứ nhất là break down, có nghĩa là hư. Và từ cuối cùng có nghĩa là turn down, có nghĩa là từ chối. Rồi chiếc xe từ chối được không? Tài ạ. À, chiếc xe bị, Chiếc xe bị hư. xe bị hư, break down. Câu 15. Giver, turn left là làm gì ta? Rẽ về. Để trái. Rẽ trái. Turn right là Để phải. rẽ phải.
Rồi, vậy thì trước khi rẽ thì phải đưa ra tín hiệu đúng không? Đưa ra tín hiệu. Câu A, sign. Sign là tín hiệu. Sign là sign là gì nè? Là bảng hiệu à? Bảng hiệu giao thông á, bảng báo giao thông á. Biển báo chứ sao biển báo ta? Biển báo nè. Hay còn có nghĩa là tín hiệu nè. Rồi, turn. Turn là rẽ. Sound là âm thanh. Signal. Signal là tín hiệu, và tín hiệu này theo kiểu là sóng nhé. Theo kiểu là tín hiệu wifi hay là sóng wifi. Vậy thì đưa ra, và khi mà ra đường á, khi quẹo trái quẹo phải là phải cho người ta biết là mình quẹo. Cho nên cô sẽ loại hai câu này đi. Giờ mình đoán xem nè, thử vận may là mình nghĩ là câu A hay là câu D. Nghĩa à, Câu à. A, đúng rồi. Bởi vì câu D nó là sóng wifi. Ha. Sóng wifi mà làm sao mà đưa ra, mình đâu có thể nào mình phát ra wifi được đâu mà mình viết là sai được. Hết sửa bài xong chưa? Còn 15 cô. Câu 15 sửa xong chưa? Câu 15 nè, vừa thử đi, sửa vào. Rồi, viết tư vấn nè. Viết cho cô tư vấn bài 15 nha. Mười năm rồi. Bài 5. Quỳnh Anh hối xong cũng có bị liệu. Rồi bài số 5. Seasonal. Ghi từ loại vào nha. Con không ghi là con không chi được động từ đâu đó. Crazy là chữ A là tính từ nhé. Chaos. Đừng có đọc trao nha. Đừng đọc nón trao nha. Xỉu nào. Chaos. Perfect. Religious. Celebrations. Right. Những từ mà nó có chữ sình thì nó sẽ là danh từ. Superstition.
À, seasonal. Season là gì ta? Mùa Mùa, đúng rồi. Vậy thì ở đây tính từ sẽ là theo mùa. À. Culture, văn con hả? văn hóa. Chrissy, Chrissy. À, phô mai thì thường nó có tính gì á? Phô mai Dẻo nó dẻo ha, rồi nói gì nữa? Cái gì mà nhiều dầu mỡ quá thì nó làm sao? dẻo Nó mỡ. béo à, nó béo rồi nó nhờn ha, nó nhờn, nó béo rồi nó trơn. Chaos, chaos, ví dụ ha, bước vào lớp bơm nổ một cái đồ, cái lớp biến thành chaos, mọi thứ thành một cái chaos, nó sao á? Lộn xộn. Đúng rồi, lộn xộn. Lộn xộn, hỗn độn. Bơm nổ mà không lộn xộn mới lạ. À, tất cả mọi thứ bơm rồi, mọi thứ nhảy tung lung lung. Chaos. Perfect. Perfect. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Religious. Tôn. Tôn giáo. Celebrations. Celebrations, lễ kỷ, kỷ lễ kỷ gì, đón hình đất trên lễ kỷ niệm mà. Parade, diễu Không diễu hành.
cái người mà tin là trên đời này có ma, xong thôi 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 đừng có ma gì, Mê tín, mê đúng tín dị đoan. rồi, mê tín gì đâu, đúng rồi đó, festival, feast, 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 một cái bữa tiệc. Bữa tiệc mà nó có rất là nhiều đồ ăn nhé, người ta gọi là bữa yến tiệc, yến tiệc hoặc là mình gọi là tiệc lớn nhé, tiệc siêu to khổng lồ á. Highlight, thấy có gì highlight là gì không? Út hai là Bút highlight là cái bút để làm cái gì? u Đánh thiếu giống giống đánh bay dấu, tông đánh dấu để cho nó làm sao nổi bật. nổi bật. Rồi động từ là làm nổi bật và danh từ sẽ là điểm, Điểm nổi bật. đúng rồi, điểm nổi bật hay còn gọi là điểm nhấn nè. Consider, xem, xem xét hay là coi, cô ta được coi là người kỳ lạ đó, famous. Sau này em sẽ trở thành một người famous, Nổi tiếng. nổi tiếng, đi vô ngân hàng cầm trái bom cái là nổi tiếng cả nước biết luôn, đúng không? Rồi, áo dài là cái gì của Việt Nam? Trang phục truyền thống. Chính xác. Harvest, những người nông dân là một năm là cứ tới cái chỗ đó là thu hoạch, rồi cái harvest gọi là vụ vậy, Mùa. đúng rồi, vụ mùa, đúng rồi, vụ mùa, harvest hay còn gọi là mùa thu hoạch ha. Attraction, điểm thu, Hút. điểm thu hút. Pole, pole, pole là mấy cái cao lên xong người ta bắt 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 dây điện đó, cái đó gọi là gì? Cục điện, cục Đúng điện. rồi, cột điện. Cột này không có điện thì gọi là cây, cây gì thôi, cây cột thôi nhé, nó không có điện à, thêm từ điện vào thì nó mới ra cột điện. Và signal là tín hiệu. Lao là gì ta? Lao, Ồn ào. ồn ào hoặc là lớn ha, tín hiệu âm thanh lớn, bầm một cái gọi là signal, tín hiệu lớn hoặc là tín hiệu âm thanh. Tín hiệu đây đang nói về âm thanh nhé. The loud là ồn ào đó. Low, low. Xe chấm chấm chấm. Cá về thị xã. Vậy nào học cái quyển sách này. Xe ô tô chấm 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 cá về thị xã. Chỗ Xe là chở rồi. Chở. Believe, niềm, tưởng niềm tin tưởng. Unlucky, lucky không là gì? mình À, tôi không may, không mà may là xui xẻo. Nghỉ 5 phút xong vào học nhé. và Bạn nào rồi trễ, cô cho combo nha. 27 cộng 5 là 30. Ba mấy ta? 32. Rồi, 32 phút còn lại. 8:32.
Rồi học bài nha. Cô sửa bài nào. Câu số 1 từ khóa là gì nhỉ? Từ khóa trong câu 1 là từ gì ta? Chris. Christmas, Christmas là từ khóa. Christmas là lễ gì á? Giáng sinh, À, Giáng sinh. Thế những người theo đạo Phật có theo để Giáng sinh không? có, Có không? Những người đạo Phật sẽ không có ăn mừng là Giáng sinh. Chỉ có những người theo đạo Thiên Chúa mới ăn mừng là Giáng sinh. Vậy suy ra Giáng sinh này là thuộc lễ hội gì đây? Lễ hội gì? tôn giáo. Đúng rồi, lễ hội tôn giáo nhé, religious. À, từ khóa là Christmas và festival. Cô theo đạo Phật nhé, cho nên là cô không có tổ chức lễ Giáng sinh đâu. Chỉ có những người theo đạo Thiên Chúa mới có lễ Giáng sinh thôi, religious. Câu số 2, từ nào dùng vô cô sẽ gạch bỏ nha. Câu 2, từ khóa là New Year's. New Year's là năm mới. Năm mới tới là mình hay làm gì năm mới? Year's thì mình làm gì năm mới đây? Dùng cho cô một danh từ. À, danh từ nhé. Ở đây là sở hữu nè. Sở hữu là năm mới. Vậy thì đi tìm danh từ. Cô có là văn hóa nè, lộn xộn nè, ăn mừng kỷ niệm nè, diễu hành, rồi lễ hội, rồi yến tiệc, rồi điểm nhấn. Năm mới là người ta sẽ làm gì năm mới? Mừng. Ăn mừng, đúng rồi, celebration. Năm mới thì phải ăn mừng chứ, đúng không? Mình Cô cũng ăn mừng năm sợ mới mà. con tôi Sao con? đã ăn to, Hả? Ăn con thấy phải ăn to. to, ăn to này. Lớn hả? Rồi, ăn mừng lớn đó. Rồi, câu số 3. Con thấy cái bảng nó lớn lắm. Cái bạn nó lớn nữa. Thu nhỏ lại ha, Vâng. không có bạn dùng lên bát nè. Rồi religious dùng rồi, celebration dùng rồi. Câu số 3 từ khóa là rock. Rock là nhạc, rock đúng không? Rồi nó còn có từ music nữa. À, rock là thuộc cái gì? Thuộc cái gì music ta? Sao từ music dùng cho cô một danh từ nè? Cái gì music đây? Âm nhạc, cái gì âm nhạc đấy? Ừ. Festival. Đúng rồi, rock ở Rio là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Nó là lễ hội nhạc rock nhá. Rồi, festival. Câu số 4 nè. Từ khóa là harvest. Harvest là vụ mùa. Có Vụ cái mùa. nó đâu? Ui. Vụ mùa. Đạt nào. Cái nào liên quan tới vụ mùa đây? Seasonal. Đúng rồi, seasonal liên quan tới vụ mùa. Câu số 5. Từ khóa là samba. Samba là điệu múa samba. Con nhìn xuống câu số 8 là con sẽ thấy từ samba đi với từ nào? Anh Tùng. Diễu hành. Đúng rồi, đi với diễu hành. Diễu hành múa samba ha, parade. Câu số 6. Gạch cho cô từ khóa là gia đình và bạn. Thanksgiving là lễ tạ ơn. Tạ ơn là người ta hay ăn cái gì á? Ăn cái con gì trên bàn á? Gà tây nhá. Gà tây. Rồi lễ tạ ơn thì người ta sẽ làm gì với gia đình đây? Ngọc Diệp. Cô là Thì có một con gà tây với lại rất là nhiều đồ ăn trên bàn luôn. Là gì đây?
Lễ tạ ơn. Gia đình và bạn bè quây quần bên nhau để làm gì ta? Khác nào? Khác nào? Yeah, em tôi cô là face. Đúng rồi. Lễ tạ ơn. Trời ơi, một con gà tây chả phải lửa. À, rồi fist. Câu số 7. Từ khóa là pole. Pole là cây cột nhé. Và trong cái lễ hội đó, người ta sẽ bôi mỡ lên trên cây cột đó. Trong lễ hội cà chua nhé, người ta sẽ bôi mỡ lên cây cột, sau đó treo một cái miếng thịt lên trên cây cột đó. Xong rồi mọi người thi nhau treo 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 lên cây cột đó. Đứa nào treo lấy được miếng thịt đó, đứa đó thắng. Vậy thì khi cái miếng thịt đó nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm gì cây cột đây? Béo. Béo, mỡ và nó trơn. À, cây cột này sẽ bị trơn nhá. Crispy. Crispy, tại vì nó kéo miếng thịt lên trên mà. Và thêm miếng thịt đó nó được bôi mỡ nữa. Oh. Dùng rồi bỏ nè. Này bỏ luôn. Câu số 8. Vũ điệu hoa diễu hành samba chính là cái gì của lễ hội? Chính là cái gì của lễ hội? Sau chữ đờ con dùng cho cô một danh từ nè. Ở trong này cô có danh từ là văn hóa, thảo luận, tuyệt vời. Không, tuyệt vời là tính từ rồi. Và mê. Không, mê tính là tính từ luôn. Điểm nhấn. Vậy thì điệu múa samba là cái gì của lễ hội đây? Điểm nhấn Chính xác. Chính xác là điểm nhấn của lễ hội. Highlight. Rồi mình đã loại thêm một đối thủ nữa. À, giờ chỉ còn bao nhiêu đối thủ đó rồi? 1, 2, 3, 4. Còn 4 đứa nữa. Phải cùng 4 không? Nãy cô dùng nhiều mà ta. Dùng hết chưa? Chưa hết hả? À, có số 12 từ mà có 10 câu hỏi à. Rồi, câu số 9. Từ khóa nè. Khi có một tiếng nổ lớn. Goes up là nổ lên nhé. Khi có một cái tiếng nổ lớn. Bùm. Thì truck, xe tải nó sẽ chở cà chua bước vào. Và sau đó mọi người ném. Nó sẽ ra cái gì đây? Chaos. Đúng rồi. Chaos. Đúng rồi. Chaos nhé. Chaos. 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 Hỗn độn luôn. Ném xong là không biết bằng mũi đâu. Mà có điểm đặc biệt của lễ hội cà chua là nó yêu cầu phải mặc áo màu trắng. Đứa nào mà được ném cà chua nhiều nhất là đứa đó. Có gì đâu, cái áo nó dơ thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Rồi, câu số 10 từ khóa cho cô nè. Từ khóa nè. Friday, thứ sáu ngày 13 là một ngày không may mắn, xui xẻo. Mấy người mà nghĩ như vậy là những người như thế nào nhỉ? Mê đi tiếng Mê tín, đúng rồi, mê tín. Superstitious. Superstitious. Bạn nào mà hay trả lời câu hỏi của cô thì mới học giỏi lên được nha. Mình cố gắng trả lời nhé. Sao thì thôi, đâu có gì đâu. Cô đang gợi ý là con trả lời là con đang vận hành cái bộ não của con, và xem mình đã đưa ra, mình đã có thể làm thầy bói trong tương lai được chưa. Phải không? Bởi vì á, từ rất là khó, cho nên khi mà cô hỏi mà con trả lời á, là con đang bắt đầu nạp nó vào trong đầu của mình đó. Từ nhiều không? Nhiều muốn xỉu luôn đó. Đọc từ cho cô nè. Seasonal. 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 Culture. 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 Vừa Culture. đọc vừa đánh dấu nhắm nè. Culture. 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 Greasy. Greasy. Crazy. Greasy. Chaos. Fire. Chaos. 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 Perfect. 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 Religious. 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 Thì mê không đọc bài.
Celebrations. Celebration. Celebrations. Celebration. Parade. Right. Superstitious. Superstition. Superstitious. Superstition. Festivals. Festival. Feast. 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 Highlight. Highlight. Consider. 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 Famous. 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 Well known. Well known. Traditional. Traditional. Traditional dress. Traditional. Traditional. Yes. Mê ngồi thẳng lên coi. Mê ngồi thẳng lên. Đấy. Harvest. 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 Mê bị bệnh hả? Con bị bệnh hả? Con nhức đầu hả? Con nhức đầu Không. không? Ok. Attraction. 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 Pole. Oh. Pole. Oh. Loud signal. Loud Loud signal. signal. Load. Loud Load. signal. Believe. 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 Unlucky. 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 Sorry, cả lớp cô gọi bị dơ chữ L rồi. Con bỏ giùm cô với. Unlucky. 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 Rồi. Lại là viết từ mừng. Bài tập gì mà nhiều quá. Từ gì đâu mà nhiều quá ha. Rồi viết từ vựng. Con viết từ thì con mới làm được bài. Rồi, cảm ơn. Ừ. Cô ơi, cô hình như hôm nay có đại hội từ ấy ha, mà con thấy mình lắm nhỉ. Từ nhìn một cô nhìn cô cũng sợ mà. Cô nhìn mà cô cũng chán rồi đó. Và mình về nán mà nào khác. Chắc này ghi âm xong khẳng cổ họng đấy cô. À. Ghi âm xong là không sao đấy. Quên ăn nó không nổi. Nhiều quá nó không nổi. Rồi. Viết cho cô nhé. Cô là danh từ. Tính từ là gì con tự điền. Tính từ là gì con tự điền. Con không biết thì con chừa cho cô là được. Number two, tradition. Là danh từ. Đi tìm tính từ cho cô. Tính từ và trạng từ. Trạng từ là khi mà mình tìm được tính từ rồi á, rồi mình chỉ cần thêm ly thôi, nó sẽ ra trạng từ. Rồi, celebrate là động từ. Tìm cho cô danh từ của nó. Bạn nào không biết thì con phải trừ một dòng nha. Không biết, con không biết danh từ, tính từ là gì thì con viết cái này xong con để đó. Lát nữa cô sửa bài rồi điền vào. Number four, entertain là động từ. Tìm cho cô danh từ là gì và tính từ gốc in và về rồi tính từ gốc đi là gì. Number five, decide là động từ. Tìm cho cô danh từ của nó, tìm cho cô tính từ in và tính từ ed. Tính từ in với ed dễ nha, thêm vào thôi. Câu số 6, festival là danh từ. Đố bạn nào biết tính từ của nó. À, chưa bao giờ gặp luôn á. Câu số 7, parade là động từ. Tìm cho cô danh từ của parade.
Câu số 8. Ở phố Hầm. Là động từ. Tìm danh từ chỉ người và danh từ chỉ sự vật sự việc. À, sự trình diễn và người trình diễn là gì? Câu số 9. Ở trên bảng của cô không đủ chỗ cho nên cô mới chia ba cột. Vở con thì con cứ viết thẳng xuống nha. Con chia ba cột lấy không có chỗ viết sai, không có chỗ sửa đâu đó. Culture. Culture là danh từ. Tìm tính từ cho cô. Okay. Beauty. Beauty là danh từ. Tính từ của beauty là gì? Và động từ của beauty là gì? Hết rồi. Mày tờ lắm. Đây là một trang web dành để kiểm tra từ loại. Được chưa? Trang web này chỉ cần con click vào, con gõ cái từ, nó sẽ ra danh động tính trạng của cái từ đó luôn. À, cô share màn hình một chút để cô hướng dẫn con nhé. Rồi, cái con ngưng bút một tí nè. Đây là trang web các bạn cô mới gửi nè. Nên con thấy là, ví dụ nhé, cô nhìn nè. Cô gõ từ color ha. Được chưa? Thì nó sẽ ra cho mình từ đây và cô sẽ nhìn cái bên đây này à, không có từ mình cần tìm, không có thôi các cô chỉ, nhưng mà ví dụ như cô có từ beauty nhé, beauty là danh từ nè đúng không, rồi cái cô mới nhìn bên đây nè, con thấy không, beautiful là trạng từ, beautify là động từ, beauty là danh từ. Được chưa? Trang web này sẽ cho con biết cái nào là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. À, hôm nay là cô chỉ cái trang web, về sau sau này cô sẽ làm các dạng bài khác, con có thể vào đây để tìm nhé. Và mình tiếp tục viết bài. Rồi cô đố với con nè, từ color là danh từ, tính từ của nó là gì đây? Color. Là phụ Chính xác. Tradition là danh, tính từ. Tradition nhỉ? tôi Lúc này, xin chính xác. Trạng từ thêm nhỉ? này thêm ly ạ. That's right, simply vào, xong. Ha. Rồi con viết từ mà. Celebrate là động. Nãy cô dạy cái từ là danh từ ta. Celebrate. Celebration. Person, thêm sinh là celebration. Entertain là danh. Thêm chữ mình vào thành chữ gì không? Entertainment. Entertainment. Tính từ là mình. Cô xin lỗi, cái chữ này động từ mà có cái chữ n, cô sửa giúp cô nha. Chữ động từ nhé. Rồi, động từ mà thêm in thì ra tính từ, vậy thì tính từ này sẽ gọi là gì đây? Enter. Entertaining. Correct. Entertaining. Ở dưới là enter. Entertainment. À, mình sẽ đọc là entertain. Dạ. Yeah. Entertain. Mình đọc thành chữ chữ đờ. Excite là động từ, về tương tự danh từ là mình thêm cái gì ta? Thêm. Thêm mình vào cho cô thì ra gì con? Silence. Excitement. Đúng rồi. Rồi tính từ thì mình thêm in vào thì nó ra gì đấy? Excite. Exciting. Correct. Đi đi nào. Excite.
Decide. Sai. Chị sai thì tính từ góc y đi. Bạn nào tìm được tính từ của từ festival không? Tìm được không? Dùng cái trang web cô mới cho đó. Đi tìm coi. Festival Festival ly hả? Ly là food. trạng từ rồi. Từ. Festival food. Ở trong này không có ta. À, ở trong bảng này không có rồi cô cho nhé. Cái từ này con chưa bao giờ gặp đâu, nhưng mà trên lớp con sẽ gặp nó. Nó gọi là festive nhé. Festive là tính từ của từ festival. Parade là động từ, danh từ của nó là gì? Bạn nào nhớ hôm nãy cô cho ghi bài á. Động từ của nó là gì? Danh từ của nó là gì? Raymond. Xem lại bài nãy cô có cho ghi không? Quay lại cái bài lúc nãy cô cho ghi từ parade. Ray vẫn như giữ nguyên ạ. Chính xác, lúc nãy cô ghi là V cộng với N là suy ra nó giống nhau. Perform là trình diễn, người trình diễn là perform gì con? Performance. Performance là sự trình diễn ha. Performer. À, performer, rồi performance luôn. Performance là màn trình diễn. Còn performer là chỉ người, là người trình diễn. Culture là văn hóa. Tính từ của nó là culture gì con? Culture. Culture. Cultural. Ừ. Rồi từ này lại biết rồi nè. Tính từ là beauty. Beautiful. À, beautiful. Động từ là beauty. Beautify nhé. Beautify là làm đẹp. Và tính từ là xinh đẹp. Danh từ là vẻ đẹp. Trạng từ thì mình sẽ tự thêm ly vào là xong. À, beautifully. Turn on the microphone and repeat after me. Đọc và đánh dấu nhấn cho cô nha. Color. 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 Colorful. Color. Cool. Bật mic lên nào. Tradition. 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 Traditional. Traditional. Traditionally. 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 Celebrate. 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 Tiếng Đài. Celebration. 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 Entertain. Entertainment. 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 Entertaining. Entertainment. Entertainment. Entertain. Entertainment. Entertain. Excite. Excitement. 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 Exciting. Exciting. Excited. 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 Festival. 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 Festive. 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 Parade. Right. Parade. Right. Perform. Right. Performer. Performance. 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 Culture. 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 Cultural. 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 Beauty. 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 Beautiful. 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 Beautify. Beautiful. Beautify. Beautify. Câu số 1 nào. Câu số cô cho các con 3 phút con tự làm rồi cô mới sửa bài nhé.
3 phút tự làm nhé, tự làm đi cha. Bạn nào mà dùng đáp án cô biết ngay, cô hỏi một cách là cô biết ngay rồi. Rồi tự làm đi, sai thì thôi nhé, sai thì sửa bài có gì đâu. Rồi giờ này là 59, 9 giờ cô sửa bài, 3 phút làm bài bắt đầu. Dựa vào cái bảng từ cô cho nhé. Được chưa? Câu nào mà có chủ ngữ cộng với một động thực sau tiên mà nó mang nghĩa là tôi được bố tôi đánh đó, à, câu bị động đó, thì con sẽ dùng động từ cột 3 hoặc là ed. Động từ cột 3 hoặc ed, và thường những động từ mà con thấy nó là lạ thì con thêm ed cho cô. Được chưa? Chủ ngữ mà đi với to be mà cho một động từ thì chuyển thành cột 3 ed, mang nghĩa là được, được cái gì đó. Tôi được cô giáo phạt, tôi bị mẹ cho tiền. Cô, nếu như bây giờ có một cái câu này ấy cô, tôi được nhờ, tôi bị nhờ, thế câu này là thế nào cô? Nếu mà mình thấy không vui là mình sẽ bị nhờ ấy. Bị nhờ tại mình không thấy vui, mình không thấy vui tí nào chứ. Bạn tôi nó nhờ tôi viết nhà giùm nó, tôi bị nhờ tại tôi không thích. À. Còn ví dụ như crush thằng nhỏ đó, trời ơi tôi thích nó lắm mà tao không có cơ hội nào tiếp cận nó. Một hôm nọ nó nhờ tao viết cho nó một bài, trời ơi tao được nó nhờ. Được chưa? Tức là mình mang nghĩa là thích, thích thú thì mình sẽ là được, còn cái mà mình không thích thì sẽ là bị. Thế cô đã bao giờ bị nhờ thế không? Both, both, lúc thì bị lúc thì được à, Cô bị cả hai rồi cô. vì cả hai rồi. Rồi có sửa bài nè, câu số Con một. chỉ bị nhờ là mang cái này cho mấy bạn kia thôi chứ. Ok, câu một Minh Hằng nè. Con cho cô một câu nghĩ là con sẽ sử dụng colorful ạ. Đúng rồi, lý do là gì con biết không? À, bởi vì đằng sau nó có danh từ nhé, và tính từ đi với danh từ. Câu số 2, if a sẽ đi với một tính từ, cô mời trí bạn nào. Câu 2 là tradition đủ không Đúng nhầm. rồi, đúng rồi. Tính từ. Tính từ nha. Câu số 3. À, năm mới được tổ chức, chủ ngữ cộng bi cộng cột 3 ed nè. Quỳnh Anh. Valor cô là con số 3, con gì là celebration. À, cô nói lại nè, năm mới được tổ chức. Được tổ chức là bị nhờ đó. Thêm ed vào sẽ là xe đi gì con? Rated. Đúng rồi, celebrated. Câu số 4. Sau giới từ of, con sẽ cộng cho con một danh từ. Sau giới từ of cộng một danh từ, Khánh Chi nào. Khánh Chi câu số 4. Câu số 4 là enter. À không, câu số 4 là excite. Cho mình lại. Câu 4 nè. Câu 4 là entertain, mình chuyển thành gì con?
Entertainment. Có số 5. Huyền My nào. Huyền My, có từ quýt cũng là giới từ luôn. Sao giới từ dùng danh từ cho cô nè. Con x x Assignment. assignment Đúng x rồi, assignment. Câu số 6. Câu số 6. Guard the ring là một. Guard the ring là một danh từ nhé. Bên tay trái, cô nhớ cho con nè. Bên tay trái là danh từ, bên tay phải là tính từ. Người ta cho con bên tay nào? Người ta cho con bên tay phải rồi. Và mình cần phải điền bên tay trái. Vậy thì bên tay trái là tính từ. Phát làm cho cô câu 6 nè. Tính từ của từ festival là gì đây Phát? Dạ, em cho cô là tính từ festival là Là từ nào đây? Từ nào đây về phát? Trên bảng nào? festival. Festival là danh rồi, mình chuyển thành tính từ, mình chuyển thành gì? Festival. Đúng rồi, festive. Câu số 7. Câu số 7. Cô có từ o. Từ o là động từ nhé. Được chưa? Vậy thì mình thiếu chủ ngữ. Chủ ngữ mà đi với o phải là chủ ngữ số nhiều. Chủ ngữ thì phải là danh từ mới làm được chủ ngữ. Học dịp nào. Danh từ làm chủ ngữ nha. Danh từ của từ parade là gì con? Parade À, nhưng mà có từ A thì mình phải làm sao? em Chính xác. Bởi vì số nhiều mới đi được với chữ O. Hả? Câu số 8. Câu số 8. Live. Live là trực tiếp nè. Nó là tính từ. Nó là tính từ, vì tính từ sẽ đi với danh từ. Buổi trình diễn trực tiếp thì anh nào. Hello cô là cô là Đúng rồi, performance buổi trình diễn trực tiếp, performance. 9. Câu số 9. Event là danh từ. Trước danh từ dùng cái gì đây anh Tùng? nào tính từ ạ. Chính xác, tìm cho cô tính từ của từ culture nè. Một câu trường. That's right, cultural. Câu số 10. Câu số 10, con nhớ công thức cho cô nhé. One of the sẽ đi với một danh từ số nhiều. One of the sẽ đi với một danh từ số nhiều. Vậy thì câu này mình sẽ dùng cái gì đây Văn Khánh nè? Celebration. Và mình phải thêm gì con? Ad. Đúng rồi, thêm S nhé. Một trong những celebration, lễ kỷ niệm. Một trong những lễ kỷ niệm. Câu 11. Flowers là bông hoa. Bông hoa là tính từ đi với danh. Bông hoa là danh từ đi với gì đây? Tiếng đạt. Cô là beautiful. Beautiful. Beautiful bởi vì bông hoa là danh từ ha, cho nên mình dùng tính từ beautiful. Câu số 12. Lễ hội theo mùa lễ hội. Mùa lễ hội. Mùa lễ hội. À, câu này cô sẽ làm cho con nhé. À, câu này nó hơi phức tạp một chút. Cô chỉ nói là mùa lễ hội thì người ta sẽ dùng cụm từ là festival season nhé. Và con chỉ cần điền lại từ festival thôi. Và con dịch là mùa lễ hội. Là cái mùa, mùa đó là mùa mà gì lễ hội diễn ra. Nên gọi là mùa lễ hội. Câu số 13. Minh Hằng nè. Đờ đi với danh từ. Con cho cô là con nghĩ là cái gì nào performance Đúng rồi. Performance. Câu 14. Câu 14. Cô có từ great. Great là bên trái. Bên trái là tính từ. Nhớ cho cô câu thần chú nè. Bên trái là tính từ.
nhá. Khi người ta cho con một cụm từ nó có hai vị trí, một vị trí là bên trái, một vị trí là bên phải. Người ta cho bên trái rồi thì mình sẽ dùng bên phải là danh từ, còn nếu người ta cho bên phải rồi thì con sẽ dùng tính từ ở phía bên trái. Thì trong này người ta cho con từ great chấm 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 chấm, thì bên này là bên phải hay bên trái đây phát nè, cái chỗ mình cần điền là bên phải hay bên trái? Dạ em thưa cô là bên phải. Bên phải là dùng danh từ hay tính từ? Em thưa cô là danh từ. Rồi tìm cho cô danh từ của từ celebrate. Em thưa cô là danh từ của từ celebration. Đúng rồi, celebration. Có thêm S không? Nó có chữ ờ là mình có thêm S không? Không nhé. Không. Không nhé. Bởi chữ ờ là chỉ có một thôi. Chữ ờ là chỉ có một thôi cho nên mình không được thêm S nhé. Celebration. Tùng làm câu cuối cho cô nè. Values là danh từ. Value là ở bên phải nè. Vậy thì Em mình điền chính bên trái. từ Chính xác. Dùng gì con? Culture. câu chưa Đúng rồi, cultural. Nhớ nha, một cụm từ cho bên phải với bên trái. Bên phải thì lấy danh từ, bên trái thì lấy tính từ. Nên là đặt bài số 9, bài về nhà rồi. Nên giờ cô giao nha. Cô giao nhiệm vụ hai anh là câu số 1, Tùng. Câu 2, Thùy Anh. bài mấy cô? Bài 9 con, bài 9 trên 57 á. Câu số 3, Khánh Chi. Câu 4, Huyền My. Câu 5, Văn Khánh. Câu 6, Quỳnh Anh. Câu 7, Minh Hằng. Câu số 8, Diệp. Câu 9, Phát. Câu số 10, Tiến Đạt. Là cô sửa bài ha. Đi 5 7 5 8. Có một trong nè. Is it a good? It's the 8 o'clock. Nhưng mà nếu có dấu chấm hỏi là mình thì đưa cái gì ra trước không? Is Đúng rồi, is it nhá. Tại vì ở đây có dấu chấm hỏi. Is it 8 o'clock? Có phải là 8 giờ hay không? Number 2. nó có là do cho file guest of a fighter thing. Correct. Câu hỏi đưa chữ đơ sao đọc vào? Number 3. Chi nào? Chơi câu số 3 nào. House of Bảo Ngọc Suy ạ. Nhà cô ấy ở trên đường Bảo Ngọc đúng không? Number 4. Does he watch TV in the enemy? Correct. Does he watch TV in the evening? Number 5. Vâng thưa cô là is there your school near a market? Correct. Bạn nào dùng câu trường gần nhà, trường của bạn gần siêu thị hoặc là gần chợ hoặc là chợ gần siêu thị đều đúng nhé. À, thì mình sẽ dùng từ ide. Ide nhé. Mà thường có dùng là trường gần siêu thị hoặc là siêu thị gần trường đều đúng. Nhưng mà thường nhé, thường người ta sẽ dùng ide đi với một danh từ là chữ o. Được chưa? Rồi mình sẽ dùng là a market near your school. Bởi vì công thức của mình sẽ là D is sẽ đi với chữ cái gì đó, và D R sẽ đi với số nhiều. Cô lấy ví dụ như là
có một ngôi chợ, nhưng mà có nhiều khu chợ, sẽ là thêm S nào. Nhớ công thức cho cô nha. DX là đi với một nè, còn DA là đi với nhiều. Number 6 nào. Mà đưa cho school lên đằng trước vẫn đông đúng không? Sao con? Nhưng mà nếu đưa cho school lên đằng trước thì vẫn đúng không? Nó không đúng lắm đâu, tại vì nếu mà nếu như câu này nó không phải là is mà nó gọi là nó không có từ de nha con nhé. Nếu như câu này không có từ de là con dùng từ nào cũng đúng hết á, nhưng nếu nó có từ de là nó chỉ có đường cách thôi. Ví dụ câu này mà không có từ de á, thì cô sẽ có là is a market near your school, thì câu này sẽ bằng với là is your school. Yeah, or market. Đúng rồi, near a market. Là không có chữ D là mình dùng được cả hai cách luôn. Còn khi có chữ D thì nó sẽ bị hạn chế, bởi vì từ D is nó đi với một. Ha. Vậy thì câu này có chữ D cho nên mình chỉ được dùng cách này thôi. Còn đi thêm mà không có chữ D là con dùng được hai cách luôn. Câu số 6 nè. Nó có câu số 6 là do the student do their homework after school. Học sinh có làm bài tập sau giờ học hay không? Do the student do their homework after school. Câu số 7. Câu 7 của Hằng. Con thưa cô, câu số 7 con là Is the photocopy store next to the bacteria? Câu này giống câu 5 nè, nó không có chữ D là con dùng được cả hai cách luôn. Là cái tiệm photocopy gần cái tiệm bánh mì, hoặc là tiệm bánh mì gần cái tiệm photocopy. Bạn nào dùng từ nào trước cũng đúng hết nhé. Is the photocopy store next to the bakery, tiệm bánh mì. Còn không, bạn nào dùng từ bakery đứng trước, photocopy đứng sau cũng đúng nhé. Bởi vì nó chỉ có một chữ is thôi, thì mình được quyền chọn cả hai. Câu số 8 nè. Cô có số 8 là Is there a garden in this house? Correct. Lại là có chữ D nè, cho nên phải đi với ờ ha. Is there a garden in this house? Câu số 9. Ôi cô, nếu như mà cái câu số 7 con mà viết là If the bakery next to the photos If the bakery next to the photocopy store. Đúng chứ, thì cô nói rồi, nếu nó không có chữ y là con dùng được hai cách nè. Cho nên cái con đảo từ này với từ kia ra sao, con đổi vị trí hai từ này vẫn đúng nhé. Đơn giản thôi, nó không có chữ D thì nó không có sự hạn chế. Khi có chữ D là mình chỉ được dùng một thôi ha. Rồi, câu số 9 của Pháp nào. Câu Thưa hỏi cô này, is the book new? này. That's right. Ôi, cái câu này nó giống với câu kia luôn hả? Giống câu bài mẫu luôn. Is the book news? Câu số 10. Của Đạt. Thưa cô là, do my em giáo doing housework in the afternoon? Đu là hai người dùng đu à. Mai and Thảo. Động từ làm việc tập là do housework, làm việc nhà vào buổi chiều. Rồi, cô trước khi sửa bài 10 thì cô hỏi câu hỏi nè. Rồi, nếu như ở đây là is she gì đó, vậy thì yes gì đây con? Yes, she is. No she gì? Isn't. Đúng rồi. Nếu như ở đây là are they, vậy thì sẽ là yes gì?
Yes, Đó, lấy từ đây A, à. lấy từ A ra. No gì con? Oh, There they aren't. are, no they aren't. Thêm chữ not nè. Nếu đây là do you thì sao? Nó có Yes, chữ nên I I. Chữ do đưa qua là do ha. Còn nếu mà no thì chữ do mình phải làm sao? don't. Thêm not vào. Vậy thì nếu như Nhưng cô không dùng chữ do nữa mà cô dùng chữ does, mà không biết. vậy thì sẽ là yes gì đấy? Yes, được. Rồi lấy từ does lại. Được chưa? Ở đây có từ nào thì con lấy lại. Còn khi là no thì con chỉ cần thêm gì? Thêm not thôi. Ha, rồi cô làm, cô nhắc lại một lần nữa ha. Ở đây nó có cái gì đó ở đây nè, xong nó cho mình chủ ngữ. Rồi khi mà mình yes á, mình lấy chủ ngữ mình đưa xuống, xong cái gì đó chỗ đây là mình đưa xuống dưới đài. Còn nếu mà no á thì mình cũng đưa xuống dưới đài, chủ ngữ mình đưa lại nhá, nhưng mà chỗ này mình phải thêm, phải add vào, n phải t là chữ not, được chưa? Rồi bây giờ mình nhìn vào cho cô con 10. Bài 10 ha. Quỳnh Anh câu 1. Sorry, câu 2 chứ. Con lưu câu 2 là Yes, was his out on an island? Yes, it's worse. No, it's worsen. Correct. Ở bài này không có ghi đúng sai, nó yêu cầu mình viết hai cách thì mình phải viết hai cách yes no nhé. Tùng câu 3 cho cô nè. Yes, it's yours. No. No, it's Đúng rồi, giống câu 2 luôn. Câu số 4. Khánh Chi nè. wasn't. Là yes, they are. No. No, they aren't. Minh Hằng nè. No, he hasn't. À. Yes, he has. No, he Correct. Yes, he has. No, he hasn't. Lập dịp nào. Con thưa cô là Yes, I have. No, I haven't. Correct. Văn Khánh. Con thưa cô là Yes, it did và no, it didn't. À, yes, it did. Đôi khi là một, nhưng mình sẽ dùng từ it nha. No, it didn't. Phát nào. Để em cho cô là Yes, they don't. No, they don't. No, they don't. Huyền My. No, you can. Yes, We hả con? can, but no, you can't. Yes, we can, but Ví dụ con hỏi là cô ơi, chúng con có thể được nghỉ giải lao không? Cô nói là được. Là con nghỉ hay là cô nghỉ? Con nghỉ đúng không? Thì các con được nghỉ sẽ là you nhé. You can. No. Không, các con không được nghỉ đâu nha. Đó, no you can't. Tiếng Đạt. nó có là yes they should hay là no they shouldn't. Rồi tương tự mình sẽ trả lời câu hỏi liên quan tới bản thân mình và gia đình của mình đúng không? Bài số 11, giống như lúc nãy luôn nhé. Một người thì con dùng là he, she hoặc là ai, mà nhiều người có s thì con sẽ dùng là bọn họ, là they. Văn Khánh nè. Bố mẹ là một người hay nhiều người đấy? Ừ.
Yes. Yes. Đấy. Yes, they do. Còn nếu không đúng thì là no. No, they don't. Cái này trả lời theo ba mẹ của mình nhé. Rồi, do your students. Của em đâu phải là giáo viên đâu mà hỏi học viên, học sinh của em. Rồi, do the student nhé. Học sinh ở trường đi học lúc 6:30 đúng không, Quỳnh Anh nào? Nó gọi là yes, they do. Quỳnh Anh, number 3. Are there any flowers in your garden? Yes, there. Yes, there are. Anh Tùng, is your sister No, a good yes. student? Yes, she is. Huyền My. Còn nếu như mà cái câu số 3 mà con không điền lên mà con điền là tây đúng không ạ? Không được, bởi vì nó hỏi là A, D thì con phải trả lời là D à. Câu số 5. Is your sister, does your brother, Huyền My nè. Câu 5 ạ? Yes, he is. Sao dùng he, is, từ does mà. Hỏi từ does, À, does là he từ does. does. Minh Hằng nè. Không, tôi cô là Is the bank opposite supermarket? Yes or no? No, it isn't. No, it isn't. Bánh chè. Is there a lake? Yes or no? Yes, you guys. Yes, there is. Mập dịp nào con? No, they Do they? No, they don't. Quỳnh don't. Cô là no, he isn't. Anh. Thùy Anh. No, cô là no, she doesn't. Dễ chưa? Mình chỉ cần lấy cái từ mà người ta đưa ra đằng trước, mình lấy lại. Đúng thì lấy lại, sai thì thêm nốt vào xong. Mà tự về nhà đi cô. Mệt hả? Cô cũng mệt. Bài 15, 16 hôm sau cô hướng dẫn làm. Thứ năm mình làm kiểm tra cho nên về ôn lại công thức cho cô ấy. Đi bài tập về nhà nào. Quay từ vựng. Hôm nay từ vựng bài nào đây, để con xem lại. Bài số 6. Bài số 5. Và bài số 3. Quay từ vựng 3 bài nhé. Bài bảnh rồi đó. Đến ngoài không tới. Quay từ vựng bài 3, 5, 6 trong vở. Đọc công thức. Rồi giờ công thức bao nhiêu nhất nhỉ? Con về con ôn công thức lượng pháp trong sách em học em chuyên sang nhé. Để cô coi sách nào nó ngắn hơn cô cho đọc nhé. Em học giỏi công thức ngắn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ghi là đọc công thức. Unit 7, 8, 9 của Nguyễn, em học giỏi. Quay video cho cô nha. Em học giỏi. Rồi cô chỉ luôn là trang số 7. Trang 7 là một công thức nè. Công thức tiếp theo nó nằm ở trang 22. Ok,
công thức tiếp theo. Công thức tiếp theo nằm ở trang 37. 37, 38. Rồi, làm cho cô nhiêu đây là được nhá. Tức là cô phải làm cho cô hai một video về từ vựng, và chỗ này là ba công thức ngữ pháp thì phải quay riêng ra nhé, quay dính nhau là nó khó lập. Cái này là một công thức của số 7 nè, một công thức của số 8 nè, và một công thức của số 9 nè. Rồi, không Đọc phải làm công bài tập. thức phải ghi âm không ạ? Sao con? Đọc công thức ấy có phải ghi âm không ạ? Ghi nhưng cô mới biết là con đọc chứ. Ghi âm nha. Rồi bài tập về nhà hôm nay sẽ không, cô không có giao bài tập làm trên giấy mà là quay để thứ, rồi ghi chú luôn nè, thứ năm làm kiểm tra. Rồi cô sẽ gửi đề vào thứ năm, bạn nào ba mẹ in đề trước thì nhắn tin cô lấy pass nhé. Nhắn tin cô lấy pass mở đề. Hôm nay là cô khen bạn Quỳnh Anh, Thùy Anh, Anh Tùng và phát biểu nhiều. Các bạn kia ít phát biểu rồi nha, không sao, các con cố lên nha. Con phát biểu nhiều thì con sẽ giỏi. Cô không có nói là con phát biểu đúng hay sai, mà khi cô hỏi á, tại vì bài nào dạng bài khó, cô bắt con làm thì con làm được, thì cô đã gợi ý rồi. Được chưa nào? Rồi các bạn không sao, cô cứ hỏi là con cứ làm bài, con cứ trả lời nhé. Con trả lời đúng cô khen, mà con trả lời sai cô vẫn khen. Cô khen ở chỗ là não của con chạy nhanh, con phản xạ nhanh đó, còn cô chưa nói đúng hay sai. Được chưa nào? Hôm sau là cái con cố gắng như thế thì con sẽ nhanh giỏi hơn. À, hôm nay cô cũng khen Ngọc Diệp nữa, nhưng mà có điều là Ngọc Diệp trả lời ít hơn mọi ngày. Mọi ngày Ngọc Diệp trả lời rất là nhiều luôn, hôm nay Ngọc Diệp trả lời ít. Được chưa? Còn các bạn khác thì cứ cố gắng trả lời thật là nhiều nhé. Cô hỏi thì con cứ trả lời. À, rồi, mình nghỉ nha. Chào cô. Goodbye Chào class. cô. Chào Goodbye cô. class. Ừ.